Thưa quý khán giả, tập gym là hoạt động thể dục và vận động cơ thể trong phòng tập. Theo các chuyên gia, thì loại hình tập luyện này mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và cả tinh thần. Đặc biệt là theo nhiều nghiên cứu, thì việc tập gym còn giúp đẩy lùi các bệnh về tim mạch và ung thư. Với nhiều ưu điểm như vậy, thì rất nhiều người đã tham gia vào các phòng tập. Thế nhưng, phương pháp tập như thế nào là đúng đắn thì đã là chuyện mà rất ít người nắm rõ. Theo ý kiến của các chuyên gia thể thao, tập gym không đúng cách, không những không có lợi mà còn đem đến những hệ quả khôn lường, gây tác dụng ngược đối với sức khỏe. Mình cũng không biết tập gym thế nào đúng cách nữa, nhưng mà theo mình biết được thì nếu như tập quá sức thì có thể sẽ ảnh hưởng tới cơ. Nhiều người khi mới bắt đầu tập gym thường có suy nghĩ rằng tập càng nhiều càng tốt. Nhưng thực tế, nếu cơ thể hoạt động quá ngưỡng cho phép sẽ dẫn đến nguy cơ gây chấn thương rất cao, nguy hiểm hơn là gây đột quỵ, có thể dẫn đến tử vong. Đơn cử như trường hợp của một nam sinh 18 tuổi tại Thanh Hóa đã tử vong ngay tại phòng tập gym, gây xôn xao khắp cộng đồng mạng. Theo thông tin cho biết, nam sinh này đã bị ngã sau khi thực hiện động tác đẩy tạ và tử vong. Chẩn đoán ban đầu có thể do tập luyện quá sức dẫn đến đột quỵ. Một trường hợp đáng tiếc khác cũng liên quan đến tập gym quá sức xảy ra ở phòng tập thể hình tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khi một nam thanh niên 34 tuổi bị tạ 60kg đè ngang cổ dẫn đến tử vong. Nguyên nhân do người này chủ quan nâng mức tạ nặng ở trạng thái cơ thể chưa sẵn sàng và không có sự giúp đỡ của người có chuyên môn. Tập gym không giống như tập thể dục thông thường. Đó là các bài tập giúp lên cơ, giảm mỡ nên khá phức tạp và đòi hỏi phải tập đúng cách và đúng tư thế. Bên cạnh đó, cường độ tập luyện, chế độ ăn uống và thời gian nghỉ ngơi của nam và nữ cũng khác nhau. Tùy vào số cân nặng và thể trạng của mỗi người mà sẽ có một chế độ tập luyện phù hợp. Có thể thấy, việc tập gym không hề đơn giản. Nhiều người do suy nghĩ chủ quan và thiếu thông tin dẫn đến việc gặp các chấn thương và tai nạn đáng tiếc trong quá trình luyện tập. Sau đây, vận động viên thể hình Phạm Văn Mách sẽ có một vài chia sẻ dành cho những ai đang theo đuổi môn thể thao này. Hầu như hết các bạn trẻ có rất là nhiều lỗi khi mà tham gia tập luyện trong những ngày đầu tiên. Đó là gì? Thứ nhất là họ mong muốn là họ tập có kết quả nhanh. Chính vì thế là khi mà bước vào phòng gym đó, họ tập với một cường độ rất là nặng. Và mình nghĩ rằng đây là những cái điều thực sự là không nên. Vì khi mà tập thì chúng ta cũng phải nhờ huấn luyện viên hướng dẫn tập như thế nào, từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến nâng cao. Muốn mong kết quả nhanh, họ tập nặng thì rất là nguy hiểm cho hệ xương khớp. Có thể là dễ bị chấn thương, cũng như là dễ bị chập gân, bong gân, vân vân. Và cái thứ hai là ăn uống. Không phải ăn quá nhiều là nó sẽ to lên, mà ăn quá nhiều thì nó sẽ không chuyển hóa kịp và không có tạo ra cái cơ bắp như mong muốn. Cho nên chính vì thế nó làm cho béo lên thôi. Nhiều người vì không có thời gian đến phòng tập đã tự tập gym tại nhà, thực hiện theo những bài tập trên mạng. Tuy nhiên, cũng theo chuyên gia, ngay cả với các bài tập nhẹ nhàng, ít tốn sức nhất, vẫn có thể khiến người tập chấn thương nếu không được hướng dẫn cụ thể. Như trường hợp của anh Nguyễn Thanh Nhàn. Khoảng thời gian trước đây thì tôi cũng có tập gym nhưng mà không có sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Vì vậy tôi tìm trên mạng các bài tập, mình về mình chỉ tập theo, nhưng mà sau một khoảng thời gian tập thì tôi cảm thấy như là các cơ của mình nó bị đau nhức và sưng lên. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là kiểu như là mình tập gym sai cách và không đúng, vì vậy gây ra mình những cơn đau như thế. Chấn thương khi tập gym là điều có thể xảy đến với bất kỳ ai. Khi gặp một trong các dấu hiệu sau đây, rất có thể bạn đang tập gym sai cách. Cơ bắp bị rung quá nhiều, không thể trụ vững khi tập luyện. Đau nhức đột ngột trước, trong hoặc sau khi tập. Cơ thể vẫn đau sau 3 ngày tập luyện. Xuất hiện những vết bầm trên cơ thể, chứng tỏ bạn đang bị chảy máu dưới da. Bàn chân, đầu gối bị sưng nhiều ngày. Do đó mà để có một chế độ tập luyện đúng đắn và hạn chế tối đa những chấn thương không đáng có, thì người tập gym cần phải nắm rõ những lưu ý từ những người hướng dẫn hay là chuyên gia. Và thay cho lời chào tạm biệt của chương trình ngày hôm nay, xin được mời quý khán giả cùng đến với những tổng hợp về vấn đề cần lưu ý dành cho những người đã và đang chuẩn bị tham gia loại hình tập luyện này. Người tập gym cần lưu ý, không nóng vội tập luyện, tập đúng phương pháp kỹ thuật với sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Luôn khởi động kỹ trước khi tập, tập luyện vừa sức của cơ thể, không ăn quá no hoặc để quá đói khi tập luyện, bổ sung đủ nước trong quá trình tập,
Nếu thấy đau trong khi tập, phải dừng tập ngay và xác định nguyên nhân gây đau để xử lý kịp thời.